Các bạn khán giả thân mến, khi nhắc tới nhân vật Gia Cát Lượng nổi tiếng trong lịch sử Tam Quốc thì các bạn sẽ nghĩ tới những điều gì đầu tiên ạ? Những phát minh vĩ đại, những lời tiên tri thần sâu hay là những đồ vật gắn liền với ông bất di bất dịch, ví dụ như quạt lông, xe gỗ. Đó quả thực đều là những nét đặc trưng mà chỉ cần nhắc tới đó thôi, chúng ta sẽ biết ngay tới Ngoại Long tiên sinh. Gia Cát Lượng xuống núi theo Lưu Bị năm 27 tuổi, 14 năm sau thì làm tới chức thừa tướng nước Thục, 27 năm sau thì chết vì lo lắng phiền muộn. Và đặc biệt hơn, khi mà ông qua đời, ông cũng ngậm trong miệng đúng 7 hạt gạo. Người ta nói rằng tất cả những sự kiện trọng đại xảy ra trong đời Gia Cát Lượng đều liên quan tới con số 7. Vậy tại sao thừa tướng Thục Hán lại ngậm 7 hạt gạo khi lâm chung? Là diệu kế chứa đựng mưu đồ gì của Gia Cát Lượng hay chỉ đơn thuần là một tập tục thời bấy giờ? Mời quý khán giả đón xem video của Lịch sử Trung Quốc ngày hôm nay để cùng chúng tôi tìm hiểu chân tướng về những bí ẩn này. Tam Quốc diễn nghĩa hồi 104, rơi sao lớn, thừa tướng Quy Thiên, trông tượng gỗ, ngụy quân mất vía, viết về Gia Cát Lượng. Năm Kiến Hưng thứ 12 nhà Thục Hán, tức năm 234, Gia Cát Lượng dẫn quân Bắc phạt, đóng quân ở Ngũ Trượng Nguyên. Đó là thời điểm vào giữa mùa hạ, trời nóng bức, chiến cuộc lại không có nhiều tiến triển, khiến Gia Cát Lượng rất lo lắng, ưu phiền. Chẳng bao lâu sau, cơ thể suy kiệt nhanh chóng, cuối cùng thành bệnh, nằm liệt giường trong doanh trại, khiến Gia Cát Lượng phải dâng sao giải hạn để thay đổi số mệnh. Nhưng Ngụy Diên vô tình đạp tắt ngọn minh đăng, khiến cho việc dâng sao giải hạn mượn tuổi trời của Gia Cát Lượng bất thành. Cuối cùng, ông mất ở Gò Ngũ Trượng. Gia Cát Lượng là thừa tướng nước Thục, cả đời cúc cung tận tụy. Thậm chí, khi biết bản thân không thể sống lâu được nữa, ông đã viết lại binh thư, kế sách, dặn dò di ngôn, chỉ vì muốn quân Thục có thể an toàn bảo trì lực lượng. Trước khi qua đời, Gia Cát Lượng viết tờ di biểu dâng lên hậu chủ, xong xuôi lại dặn dò Dương Nghi rằng: "Sau khi ta chết, không thể làm đám tang, phất cờ đánh trống. Các ngươi hãy làm một cái bàn thờ lớn, để thi thể của ta ngồi ở trên, trong miệng ngậm 7 hạt gạo, dưới chân đặt một ngọn đèn sáng. Trong quân cứ giữ vẻ yên ổn như thường, không được than khóc buồn bã. Như vậy thì sao tướng tinh mới không rơi xuống, âm hồn ta tự khắc cũng nhấc lên được." Tư Mã Ý thấy sao tướng tinh không xa, tất nhiên sẽ không dám khinh cử vọng động. Quân ta mới có thể âm thầm từng nhóm chậm rãi rút lui. Nếu như Tư Mã Ý đuổi theo, người nên dàn thành trận thế, quay cờ đánh trống trở lại, rồi đẩy xe có tượng gỗ của ta ra phía trước quân, lệnh cho tất cả tướng sĩ đứng dàn hai bên trái phải. Tư Mã Ý nhìn thấy, tất sẽ sợ hãi bỏ chạy. Các tướng trung thành của Gia Cát Lượng là Dương Nghĩa, Khương Duy theo sự sắp xếp của Gia Cát Lượng. Sau khi Lượng chết, không phát tang ngay mà chỉnh đốn binh mã, rút quân về Hán Trung thật thần tốc, nhưng phải trật tự, không để quân Tư Mã Ý phát hiện. Nhưng không ngoài dự liệu của Khổng Minh, Tư Mã Ý quan sát thiên văn, thấy một ngôi sao lớn màu đỏ, tia sáng tỏa ra bốn phía có góc, từ phía đông bắc chạy về hướng tây nam, sau đó đến thẳng Thục Doanh, ba lần xa xuống, lại ba lần vụt lên, tiếng truyền ầm ầm. Tư Mã Ý vui mừng la lớn: "Khổng Minh chết rồi." Lập tức truyền lệnh khởi binh đuổi đánh, nhưng vừa ra khỏi cửa trại lại nổi tâm đa nghi. Khổng Minh có tài phù phép, có thể sai khiến thần Lục Đinh, Lục Giáp. Nay thấy ta không ra đánh, cho nên làm ra thuật này để dụ ta đây. Nếu ta đuổi theo, tất sẽ trúng kế. Nghĩ thế rồi quay ngựa trở vào, không đi nữa, chỉ sai Hạ Hầu Bá dẫn vài chục quân binh âm thầm đến Gò Ngũ Trượng dò thám tình hình. Sau khi có tin báo về, quân Thục đều đã rút binh, Tư Mã Ý lập tức xua quân đuổi theo, quyết một phen tiêu diệt quân của Gia Cát Lượng. Dương Nghĩa ra lệnh cho binh lính giải đinh sắt trên đường rút quân để cản trở quân địch. Tư Mã Ý không phải tay vừa, ra lệnh cho hơn 2.000 binh sĩ đi những đôi giày có đế làm bằng gỗ mềm chạy trước đoàn quân, khiến đinh sắt do quân Thục giải trên đường găm hết vào đế giày. Quân đội Ngụy cứ theo đoàn quân giày gỗ này thuận lợi truy đuổi quân Thục. Tuy nhiên, khi quân Ngụy đuổi tới gần, quân Thục đột nhiên dựng cờ, gõ trống giống như chuẩn bị phản kích quân Ngụy. Quân Tư Mã Ý thấy vậy, không dám truy đuổi nữa. Quân Thục nhờ vậy mà an toàn rút về Hán Trung.
Vì sao một người thông minh như Tư Mã Ý lại không dám truy đuổi Quân Thục? Nguyên nhân là vì trước khi chết, dự liệu rằng khi Quân Thục rút lui, Tư Mã Ý tất sẽ đuổi theo. Vì vậy, Gia Cát Lượng đã cho người đẽo một bức tượng của mình rồi đặt lên xe. Đến khi quân của Tư Mã Ý đuổi theo đến gần thì đẩy xe có bức tượng của mình lên phía trước. Tư Mã Ý vốn nghe phong thanh Gia Cát Lượng bị bệnh mà chết, vì thế Quân Thục mới rút quân. Ngay khi đuổi sát tới nơi, lại thấy Gia Cát Lượng vẫn điềm nhiên ngồi trước xe già trước ba quân, khiến ngụy quân kinh hoàng, hồn bay phách tán, buông vũ khí bỏ chạy. Tư Mã Ý cũng sợ hãi bỏ chạy hơn 50 dặm mới bàng hoàng hỏi thủ hạ của mình, đầu của ta còn không? Trận chiến này đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau này, trong dân gian lưu truyền câu nói, về sau đã trở thành tục ngữ vương ngôn. Tử Gia Cát năng tẩu sinh Trọng Đạt, có nghĩa Gia Cát chết vẫn đuổi được Trọng Đạt sống. Người đời sau còn làm thơ rằng, nửa đêm sao lớn rơi sờ sờ, lại còn hồ nghi lượng chết vờ. Muôn thuở người xuyên cười Trọng Đạt, sờ đầu lại hỏi mất hay chưa. Tư Mã Ý quá thông minh, do vậy cũng quá sức thận trọng, vì thế đánh mất cơ hội tiêu diệt Quân Thục. Người đời sau gọi sự kiện này là xác giả Gia Cát Lượng đánh lui Tư Mã Ý. Khổng Minh giải thích việc ngậm 7 hạt gạo sau khi chết. Như vậy thì sao tướng tinh mới không rơi, âm hồn ta tự khắc cũng nhấc lên được. Thế nhưng lại không nói lý do vì sao ngậm gạo thì sao tướng tinh sẽ không rơi. Sau này, vào cuối thời nhà Đường, có một văn nhân tên là Trần Cái đã viết bài Ngũ Trượng Nguyên Thi miêu tả câu chuyện này. Gia Cát Lượng dặn dò túc hạ đạp thổ, có nghĩa dưới chân chạm đất, kính yên tâm tiền, có nghĩa gương đặt trước tim. Trong miệng ngậm 7 hạt gạo và một lượng nước thích hợp, biểu thị vẫn còn khả năng ăn uống như người đang sống. Trong tay cầm bút và binh thư lại có ngọn đèn sáng ở trước đầu, biểu thị vẫn đang chủ hoạch quân mưu. Trong thực tế, nghi thức này đã có từ lâu đời. Để một số đồ vật trong miệng người đã khuất rồi niệm xác và chôn cất là một tập tục. Thời cổ đại gọi là ngậm, cũng gọi là ngọc trong miệng. Trong văn hiến lại gọi là phạn ngọc, ngậm cơm. Những thứ mà người chết thường ngậm là ngọc, gạo, ngũ cốc. Nếu ngậm các loại lương thực nói chung thì đều được gọi là ngậm gạo. Nếu ngậm châu báu ngọc ngà thì đều gọi là ngậm ngọc. Thiên tử ngậm ngọc, chư hầu ngậm châu, đại phu ngậm gạo, văn sĩ ngậm bối. Gia Cát Lượng không phải chư hầu, chức vị thừa tướng của ông được xem như một cấp của đại phu, cho nên ngậm gạo là phù hợp với thân phận ấy. Cũng giống như Trần Cái nói, điều này biểu thị ông dù đã chết vẫn có đầy đủ quyền năng giống như khi còn sống. Nhưng tại sao nhất định phải là 7 hạt gạo? Bởi vì trong tập tục mai táng của người phương Đông, số 7 là con số thần bí, hàm chứa một ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Ví dụ, giữa tháng 7 âm lịch là Tết Trung Nguyên, cũng gọi là Tết Quỷ, là ngày mà bách quỷ cùng nhau chu du khắp nhân gian. Người xưa có tập tục đốt nến cúng nhan ở hai bên đường. Ngoài ra, những người đã khuất sau 7 ngày qua đời thì cần phải làm thất đầu, bởi vì sau khi chết 7 ngày thì linh hồn sẽ trở về nhà. Do đó, người nhà cần phải chuẩn bị cơm canh nghênh đón. Sau đó liên tục làm pháp sự, qua 7-7-49 ngày mới có thể siêu độ vong linh cho người đã khuất. Vì vậy, dùng 7 hạt gạo cũng chính là mượn dùng thâm ý của con số 7 thần bí trong văn hóa phương Đông, cũng là một ngụ ý cao thâm khôn lường của tiên sinh Gia Cát Lượng. Sau khi tiên chủ Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng tiếp tục phụng sự cho hậu chủ Lưu Thiện và dốc lòng vào công cuộc bắc phạt. Chỉ tiếc rằng tới năm 234, vị thừa tướng này đã qua đời vì lao lực tại Gò Ngũ Trượng ở tuổi 54. Kể từ sau khi Khổng Minh tạ thế, Thục Hán dù không còn giữ được vị thế như xưa, thế nhưng vẫn tiếp tục tồn tại thêm 3 thập kỷ nữa. Theo nhận định của các nhà nghiên cứu sử học, cơ nghiệp của hoàng tộc họ Lưu sở dĩ có thể may mắn trụ được thêm 30 năm nữa là bởi Gia Cát Lượng năm xưa đã an bài 4 người nối nghiệp tài năng để thay thế mình tiếp tục lèo lái con thuyền của Thục Quốc. Vậy, 4 người đó gồm những ai? Nhân vật thứ nhất đó là Tưởng Uyển. Vào thời điểm mới bước vào con đường quan lộ, Tưởng Uyển chỉ được Lưu Bị an bài cho một chức huyện phán nhỏ nhoi. Có giai thoại từng truyền lại rằng, một lần khi Lưu Bị tới thăm thú huyện này thì đã giận dữ vì phát hiện vị quan họ Tưởng chẳng những không chuyên chính làm việc mà còn uống rượu say bí tỉ.
Thế nhưng khi Lưu Bị muốn xử tử Tưởng Uyển thì Gia Cát Lượng đã xin tha vì tin rằng đây là một nhân tài có năng lực, không thích hợp làm những chức quan nhỏ. Sự việc lần ấy đã khiến Tưởng Uyển bị cách chức nhưng cũng mở ra cho ông một cơ hội để trở thành phụ tá đắc lực cho Gia Cát Lượng sau này. Vào thời điểm tiến hành Bắc phạt, Khổng Minh bắt đầu trọng dụng Tưởng Uyển. Vị quan họ Tưởng này luôn hoàn thành các nhiệm vụ xuất sắc tới nỗi đến Ngọa Long tiên sinh cũng phải tán dương. Vào thời điểm Lâm trọng bệnh trong chiến dịch Bắc phạt cuối cùng, Gia Cát Lượng cũng chính là người đã tiến cử Tưởng Uyển thay thế mình làm phụ chính đại thần trong tương lai. Sau khi Khổng Minh qua đời, vị quan họ Tưởng vẫn tiếp tục duy trì ổn thỏa các chính sách đối nội của thừa tướng năm xưa, từ đó giúp cho nội bộ triều đình luôn hết sức ổn định. Ông thường được đánh giá là một người rất mực khoan dung và luôn tỏ ra khiêm nhường. Cũng nhờ có công lao phụ chính của vị đại thần này mà cục diện nội bộ của Thục Hán không xảy ra xáo trộn lớn nào sau khi vị thừa tướng trụ cột là Gia Cát Lượng qua đời. Năm 243, Tưởng Uyển lâm trọng bệnh và giao lại hầu hết quyền hành cho hai nhân vật khác là Phí Y cùng Đồng Doãn. Tuy nhiên, địa vị và tên tuổi của ông vẫn giữ nguyên sức ảnh hưởng cho tới lúc qua đời vào năm 246. Nhân vật thứ hai, Phí Y. Sau khi Tưởng Uyển qua đời, ông đã được giao lại vị trí nhiếp chính cho hậu chủ Lưu Thiện. Cũng bởi vậy mà nhân vật này được xem như là người kế nghiệp tiếp theo của Gia Cát Khổng Minh và Tưởng Uyển. Sinh thời, Phí Y được đánh giá là một nhân tài hiếm có trong việc xử lý các vấn đề nội chính và công tác ngoại giao. Năm xưa, khi Gia Cát Lượng còn tại thế, ông đã từng phái Phí Y đi sứ nước Ngô để đàm phán cùng Tôn Quyền. Tài thương thuyết của viên quan này khi đó thậm chí đã khiến cho vị quân chủ Đông Ngô cũng phải tán dương hết mực. Những khoảng thời gian không phải đi sứ, Phí Y thường là một trong những thân tín kề cận và cùng Gia Cát Lượng vạch ra các chiến lược quân sự. Về tính cách của vị đại thần này, sử cũ miêu tả Phí Y là một người cư xử hòa nhã và luôn coi trọng việc giữ hòa khí. Ông cũng là nhân vật thường đứng ra hòa giải các vấn đề xung đột giữa Ngụy Diên và Dương Nghi để duy trì sự ổn định trong nội bộ triều đình. Cùng với Tưởng Uyển, Phí Y cũng là một trong số những nhân tài được Gia Cát Lượng tiến cử với Lưu Thiện thay thế công việc phụ chính của mình trước lúc vị thừa tướng này qua đời. Trong thời gian Tưởng Uyển lâm trọng bệnh, Phí Y đã được vị đại thần này chuyển giao hầu hết chức trách. Chẳng những có tài quản lý các công việc nội chính, vị quan họ Phí cũng là một nhân vật không thể coi thường trên phương diện quân sự. Năm 244, quan nhiếp chính của nước Ngụy là Tào Sảng dẫn quân tấn công Hán Trung. Chính Phí Y đã là người chỉ huy quân đội chống lại Tào Sảng và đánh bại quân Ngụy trong trận chiến này. Sau khi Tưởng Uyển qua đời vào năm 246, ông đã chính thức trở thành nhiếp chính của triều đình Thục Hán. Nhân vật thứ ba, Đồng Doãn. Mặc dù chưa từng một lần được giữ ngôi vị thừa tướng, nhưng ông vẫn được xem là người điều hành triều chính có uy tín đương thời. Người nước Thục khi ấy thường gọi Gia Cát Lượng, Tưởng Uyển, Phí Y cùng Đồng Doãn là tứ anh đệ nhất hào kiệt. Sinh thời, Đồng Doãn được đánh giá là người hết sức chính trực và cũng vô cùng ngay thẳng. Ông cũng là một vị quan chuyên tâm làm việc, coi trọng đạo lý, chưa bao giờ tỏ vẻ su nịnh mà còn thường xuyên can gián quân chủ trong nhiều vấn đề. Năm xưa, Lưu Thiện thường muốn tuyển thêm mỹ nữ xung vào hậu cung. Đồng Doãn đã thẳng thắn nêu lại tấm gương của các vị thiên tử cổ đại với hậu cung chẳng quá 12 người, từ đó khuyên răn quân chủ không nên tăng thêm số lượng vi tần. Một trong những vấn đề khác mà Đồng Doãn từng nhiều lần nhấn mạnh với Lưu Thiện chính là không nên quá tin dùng hoạn quan. Về việc Lưu Thiện sủng ái thái giám Hoàng Hạo, ông trước thường nghiêm mặt khuyên chủ, sau lại trách mắng Hạo, khiến cho thái giám này kính sợ vô cùng. Cũng do sức ảnh hưởng của ông cùng sự nể trọng từ phía quân chủ nên khi vị quan này còn tại thế, Lưu Thiện dù ít nhiều có tin dùng thái giám nhưng cũng không làm gì quá chừng mực, mà chức vị của Hoàng Hạo trong giai đoạn ấy cũng không có quá nhiều quyền hành. Tới năm 246, Đồng Doãn qua đời sau hơn 2 thập kỷ phục vụ cho chính quyền nhà Thục Hán. Sự ra đi của ông đã khiến cho bè lũ hoạn quan được đà làm bậy. Cơ nghiệp Thục Quốc cũng vì vậy mà càng trượt dài trên đà diệt vong. Và nhân vật thứ tư, Khương Duy. Trước khi về đầu quân cho tập đoàn chính trị này, ông từng có thời gian phục vụ dưới trướng nhà Tào Ngụy trong vai trò tùy tướng. Sau đó, ông theo Gia Cát Lượng về Thục và để lại mẹ ở đất Ngụy. Khi Khổng Minh tiến hành Bắc phạt, ông từng nhiều lần đi theo,
từ đó dần được coi trọng và nhanh chóng thăng tiến. Sau khi vị thừa tướng này qua đời, Khương Duy vẫn tiếp tục được trọng dụng và cuối cùng trở thành phụ tá cho phụ chính đại thần Phí Y. Sau khi Phí Y qua đời, Khương Duy tuy có kế chức nhưng không giữ nhiều quyền hành như người tiền nhiệm của mình mà chỉ tập trung vào quyền lực quân sự. Mặc dù đã cố gắng kế thừa sự nghiệp Bắc phạt của Gia Cát Lượng, tuy nhiên 9 lần đánh ngụy của Khương Duy nhìn chung không đem lại kết quả như mong muốn và cũng làm tiêu hao không ít tài lực, nhân lực của Thục Hán. Năm 263, dưới sự tấn công của Tào Ngụy, hậu chủ Lưu Thiện đã quyết định đầu hàng, đánh dấu sự kết thúc của tập đoàn cơ nghiệp Thục Hán. Trước bối cảnh ấy, Khương Duy ban đầu đã dùng kế trá hàng với mong muốn có ngày phục hưng lại Thục Quốc. Chỉ tiếc rằng, thời thế khi ấy đã chẳng còn ưu ái cho hoàng tộc họ Lưu và bản thân vị tướng ấy cuối cùng vẫn phải nhận kết cục bi thảm. Giờ đây, mỗi khi nhận định về nhân vật này, nhiều người vẫn cho rằng Khương Duy tuy xuất thân là tướng nước Ngụy nhưng lại dành cả cuộc đời mình để tận tụy với nhà Thục Hán. Ông có tài kiêm văn võ, có chí lập công danh, cả đời lại cần cù tiết kiệm. Chẳng những sở hữu phong thái có mấy phần tương tự Gia Cát Lượng mà còn kế thừa chí lớn của vị thừa tướng này. Cũng bởi vậy mà có ý kiến cho rằng nếu bối cảnh lịch sử khi ấy đứng về phía Khương Duy, rất có thể số phận của nhà Thục Hán đã được viết lại theo một cách khác. Khổng Minh từng đưa ra 7 cách để hiểu được lòng người, bao gồm đem điều phải lẽ trái hỏi họ để biết chí hướng, lấy lý luận dồn họ vào thế bí để biết biến thái, lấy mưu trí trị họ để trông thấy kiến thức, nói cho họ những nỗi khó khăn để xét đức dũng, cho họ uống rượu say để dò tâm tính, đưa họ vào lợi lộc để biết tấm lòng liêm chính, hẹn công việc với họ để đo chữ tín. Nhờ những phép thử rất hữu hiệu này mà Gia Cát Lượng đã giúp cho Thục Vương Lưu Bị lựa chọn ra những người có đủ cả tài, đức, chí dũng, chính tín, xây dựng nên triều đại nhà Thục hùng mạnh, sánh ngang hai cường quốc bên cạnh là Ngụy và Ngô.